Trong những năm qua, tốc độ đô thị hóa trên địa bàn thành phố Sông Công diễn ra nhanh chóng. Bên cạnh việc quan tâm phát triển kết cấu hạ tầng theo hướng đồng bộ, hiện đại, các cấp chính quyền đã chú trọng quy hoạch, phát triển hệ thống cây xanh đô thị và đạt kết quả bước đầu. Đường Trần Hưng Đạo và đường 30 tháng 4 là một trong những tuyến đường chính của thành phố Sông Công. Các loại cây đô thị được trồng mới, nhiều chủng loại như xà cừ, sao đen, bằng, đảm bảo đúng quy cách, kích thước theo tiêu chuẩn. Sau nhiều năm được trồng bảo vệ, cây đã phát triển tốt, tạo bóng mát và mỹ quan đô thị. Không chỉ ở các tuyến phố chính, hệ thống cây xanh đô thị đã được quan tâm trong các khu dân cư và khu đô thị mới. Xét về giá trị, cây xanh cũng là thành tố quyết định chất lượng quy hoạch, giá trị đầu tư và góp phần nâng cao giá trị khu đô thị, khu dân cư. Khi bước chân ra khu đô thị này, chúng tôi thấy là vườn cây xanh, rồi khuôn viên hồ sinh thái, chúng tôi là những người dân, tôi thấy là sinh sống ở đây rất là đảm bảo, tức là cái vệ sinh môi trường đảm bảo tốt. Công tác phát triển cây xanh đô thị ngày càng được thành phố Sông Công quan tâm, thể hiện trước tiên trong công tác quy hoạch, đồ án, dự án, diện tích cây xanh luôn được bố trí đảm bảo quy chuẩn trên 8% diện tích thành phố. Chúng tôi đều thực hiện là quy hoạch ở các vị trí dễ thực hiện để làm sao mà quá trình thực hiện quy hoạch đảm bảo đúng theo đúng quy hoạch được phê duyệt. Và hiện nay thì đối với Sông Công thì các nội dung này đã triển khai thực hiện và rất thành công. Có thể thấy công tác quản lý và thúc đẩy phát triển cây xanh đô thị trên địa bàn thành phố Sông Công đã cho thấy quyết tâm và giải pháp nâng tầm đô thị, cải thiện điều kiện sống của người dân, phấn đấu xây dựng thành phố Sông Công trở thành đô thị loại 1 vào năm 2025.